Hello, welcome back to my channel, Survival for Fashion. Hôm nay mình chỉ chơi toàn những cái game này thôi. Chết rồi. Tách kẹo. Ai một phết đi đừng tưởng. Rồi. Chúng ta sẽ đại chiến zombie. Chưa thấy con nào. À, đây 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 đây. Trời ơi, vừa ra đấy. Thử lại lần cuối xem nào. Chưa hết đâu. Giờ này vẫn còn này. Ôi chúng ta sẽ vào game màu ớt. Mình đâu, mình màu trắng. Úi trời, chưa kịp thay màu. Ngồi đi thôi. Đây là nhiều quá. Tối thế. Ủa không được nhỉ.
Chúng ta chơi mông card đấy. Đây, game này. Game kia là từ đầu này hết về đây. Game này tại từ đây hết về đầu này. Hâu này. What? Sao thế nhỉ? Ok, lại nhá. Không được. Bỏ tay. Nhạc lên mới được đi. Đó. Tiếp đi. Bỏ. À, con dơ nè. Ê, sắp hết rồi. Mấy mấy giây nữa thôi. Top. Hết giờ. Wow, thắng nè. Ảo loi. Oh. Kéo con này. Ồ. Chọn này cho gì đây? Lại đến mà nhảy vào kính rồi. Ồ, tiếp tục thua. Thôi không chơi game này nữa, khá là sida. Chúng ta sẽ vào game Superhero Play. Bắn luôn. Trời ơi. Ui, khó quá.
Khó quá. Trời. Chọn cái hình gì đây. Cái màn này mới khó này. Úi đời. Không ăn được rồi. Ok, chúng ta đã vào game rồi. Game này là một game mà hút máu. Không nâng cấp đố chơi được. Càng gần bắn càng thốn thôi. Hai thành viên không đánh được đâu. Thì chúng có đông lắm. Chúng ta đánh từ từ rồi nhưng mà... Đấy này, khực chết con rồi. Đỡ. Khó vãi chứ. Ơm ông bò. Vào game này. Ok đấy. Bingo!
tí kéo co nhỉ. Trời, biến thành cái con đen đen này đánh nhanh hơn này. Ôi, vẫn thế. Hết chưa? Một pha ngu người. Imbotter Squid. Em này mà cứ đi sau là dễ bị ăn cắn lắm. Oh no.